Got so many things that I wanna change, and everybody's got so much to say, but I suggest who we are. Mình đang đứng phía sau của cái TV OLED của LG, thì đó là một cái TV có thể nhìn xuyên được. Thì nhân biết rằng là với công nghệ OLED hay là microLED thì chúng ta có thể làm những cái TV xuyên qua tấm kính, bởi vì cái tấm mà hiển thị của nó rất là mỏng, chỉ khoảng 1 inch thôi. Thì như vậy chúng ta có thể dán lên trên một cái tấm kính. À, thì ở đây LG đang làm cái chuyện đó, họ dán một cái tấm OLED lên trên một tấm kính và ngay cái cửa sổ để nó vẫn phát được cái nội dung lên trên cái màn hình như bình thường. Ví dụ như bây giờ nó đang giả lập cái cửa kính vậy ha, hình ảnh ở trên đây với dưới đây gần như được thiết kế như nhau để chúng ta nhìn xuyên với nhau như là một cái tấm kính chung của một cái nhà, nhưng mà thực chất nó là một cái tivi. Và bây giờ nó hiển thị cái gì, chúng ta vẫn nhìn xuyên qua cái bếp của chúng ta, nhưng mà trên đây vẫn có thông tin như là thời tiết hay là thông tin gì đó về cái môi trường xung quanh của chúng ta đó. Thì với cái màn hình này thì anh em thấy rằng ví dụ như là nhà anh em nghèo, căn hộ nó nhỏ ha, phòng bếp với phòng nấu ăn, phòng khách nó xuyên với nhau, thì nếu mà xây bít kín á, thì nó bí. Dù đó chúng ta làm một cái cửa sổ như vậy, chúng ta gắn một cái tivi vài trăm triệu này lên, thì như vậy chúng ta sẽ nhìn xuyên được ha, và chúng ta đóng lại. Ví dụ như nó là cái tivi của LG mà nó vẫn chạy cái webOS và chúng ta vẫn xem những nội dung như bình thường ha. Và khi mà xem á, chúng ta muốn có một cái background tốt hơn, hình ảnh tốt hơn đó, thì sẽ kéo cái màn lên đó. Cái tivi nó tự động nó có một cái rèm, giống như em kéo cái rèm cửa lại như vậy ha, kéo lên, thì như vậy lúc này thì cái tivi nó không còn là cái tivi nhìn xuyên nữa, và như vậy chúng ta xem cái hình ảnh của nó, ánh sáng của nó sẽ tốt hơn. Giống như anh em mà đi vào phòng máy chiếu anh em tắt đèn như vậy, thì như vậy mọi thứ nó sẽ rõ ràng hơn rất là nhiều đó. Dĩ nhiên nó không được tốt như là cái tivi OLED bình thường với cái tấm nền, với tất cả mọi thứ nó đóng khung trong một cái khung ảnh đó. Một công nghệ khác mà anh em thấy ở đây đó là cái hộp phát không dây. Thì hộp phát không dây này LG đã phát triển từ năm ngoái cho cái TV OLED không dây của họ. Ở đó sẽ chứa tất cả những kết nối giống như cái One Connect của Samsung vậy, nhưng mà nó là không dây ha. Anh em cắm cái cổng len vào đó, anh em cắm cái anten TV vào đó, anh em cắm cái ổ cứng chứa phim của anh em vào đó, hay là bất cứ cái gì vào đó ha. Và như vậy nó sẽ phát không dây lên trên cái màn hình này. Thì năm ngoái LG đã trình diễn phát không dây 4K 120Hz. Cho đó là cái này có thể phát không dây rất là thoải mái cho cái TV này. Thì như vậy anh em thấy rằng là mình nhìn tổng thể á, nó chiếm rất là ít không gian ha. Cái khung của nó chỉ bằng này. Một cái phần ở trên đây thì là cái màu đen, và phần trên đây chủ yếu là nó chứa cái rèm phía sau thôi. Còn bản thân cái TV nó cũng rất là mỏng rồi. Đó, thì cơ bản nó sẽ là như vậy. Hiện tại LG không có để giá cũng như ngày bán ra, nhưng mà nghe nói là trong năm nay sẽ bán ra. Anh em có thể nhìn được kỹ hơn cái LG OLED T nó như thế nào, thì ở đây LG để sẵn 15 cái TV LG OLED T ha. Thì mỗi cái đều có cục phát nội dung ở bên dưới, và anh em có thể nhìn xuyên được cụ thể xem là một cái module của cái TV này nó sẽ chiếm không gian như thế nào. Như vậy ai là người cần cái TV này? Nếu anh em mua một cái TV về chỉ để xem TV không, thì dĩ nhiên LG OLED T không phải là cái anh em cần. À, đó là một cái sản phẩm mang tính trình diễn, hoặc là một cái sản phẩm làm đẹp ngôi nhà của anh em hơn, hoặc là để ở trong văn phòng công ty hay gì đó. LG OLED T này có kích thước là 77 inch và độ phân giải là 4K. Nó có bộ chuyển tín hiệu không dây nữa. Rồi, xin cảm ơn.